Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình lên một số dòng cá bên trại mình nhé. Đầu tiên là combo đủ loại cá. Mình được 5 combo như vậy, gồm 50 trống và 50 mái. Một combo như vậy là 300k. Cá này để mấy anh em tập chơi và thả hồ thủy sinh rất là đẹp nha mọi người. Tiếp theo là dòng full gold. Đây là những con cá mái mình đang vớt vô cái tô mình đã sơn đen để đem ra nắng quay cho mọi người xem nha. Đem ra nắng quay thì cái màu vàng lên rất là đẹp ha mọi người. Con nào cũng nhú tai hết. Đây là cá tơ chưa ghép chống mái nha mọi người. Mình bán cá có ghi bông là 50k một cặp và cá ghen là 25k một cặp. Và đây là những con cá trống full gold. Mình cũng vớt lên đem ra nắng quay cho mọi người xem. Tiếp theo là bộ gồng xanh Indo nha mọi người. Mình xô vô hai loại nền cho mọi người so sánh thử.
Con cá nằm trong vợt này là 40k một cặp nha mọi người. Những con còn lại mình bán với giá là 80k một cặp. Đem ra nắng quay cho mọi người xem thử. Mình thấy dưới ánh nắng con cá nó đẹp hơn ha mọi người. Đợt này mình lên ít hà, đợt sau mình lên mới nhiều. Đây là những hộ cá giống nguồn xanh của mình. Để mình vớt cá mái lên cho mọi người xem. Những con này cũng đẻ được 1-2 lứa rồi. Và những con mái mình bán cho mọi người là những con mái tơ này nha mọi người. Nó lớn thêm chút nữa thì đuôi với quay nó bung ra rất là đẹp. Tiếp theo nữa là dòng full gold giá rẻ này nhé mọi người. Mình bán với giá là 15k một cặp. Mua nhiều còn giảm nữa nha mọi người. Mình nuôi ngoài trời, không sủi oxy, cá rất là khỏe. Nước mình sử dụng là nước máy nha mọi người. Thank you.
cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.